Tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được hưởng cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Và ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình của những gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 sẽ diễn ra như thế nào, chi tiết cát hung nạp vận ra sao trong tháng tư âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạo âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 4 âm lịch, chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan của tuổi Mậu Ngọ. Những người tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Mậu Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên sẽ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Mậu Ngọ mệnh thiên thụ hỏa là người có tính cách hoạt bát, lạc quan yêu đời, bản chất lương thiện, họ luôn hết lòng giúp đỡ bạn bè, cũng không ngần ngại giúp đỡ cả những người xa lạ, cũng rất công bằng và chính trực. Nhờ thế mà họ có rất nhiều bạn bè. Họ vì bạn bè mà lan xả, khi gặp khó khăn, bạn bè cũng là người sẵn lòng vì họ mà hóa giải nguy nan. Người tuổi Mậu Ngọ có tinh thần trách nhiệm cao, sẽ được cấp trên tín nhiệm và trọng dụng. Tuy tính cách có phần nóng vội, đôi lúc cũng mắc sai sót, nhưng sự chân thành và lạc quan của họ khiến cho mọi người hết lòng yêu quý và giúp đỡ. Quý âm thủy gặp Ngọ xung hỏa là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, bản mệnh cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cũng cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Để mọi phương diện diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, những gia chủ tuổi Mậu Ngọ nên sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ không được khởi sắc trong tháng 4 âm lịch. Bản mệnh có thể bị tiểu nhân hãm hại, xèm pha, khiến bản mệnh khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình và để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Bản mệnh hãy hết sức bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi vậy có hại cho chính mình. Tử vi còn cho thấy đường công danh, sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ không được thuận lợi.
bản mệnh hay thay đổi, không xác định được rõ ràng mục tiêu của mình. Hễ thấy khó khăn là dễ lùi bước, nên không đi được đến bước cuối cùng. Bản mệnh thiếu sự kiên trì và quyết tâm, khiến cho công việc có phần bấp bênh, không được ổn định. Cho nên những người tuổi Mậu Ngọ cần phải xác định lại mục tiêu, phương hướng phát triển sự nghiệp của mình. Nếu không, e rằng bản mệnh sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí là đi lùi. Bản mệnh chớ nên đưa ra bất cứ quyết định nào vội vàng, cần phải bình tĩnh để có lựa chọn sáng suốt nhất. Bước đường sự nghiệp càng khó khăn thì càng phải thận trọng. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không được may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Mậu Ngọ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ hai, về mặt tài lộc. Theo tử vi, tài lộc của tuổi Mậu Ngọ năm 2021 cho thấy tài chính của bản mệnh không có nhiều biến động trong tháng tư âm lịch. Tuy nhiên, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại, xẻng pha, để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển. Trong tháng, bản mệnh còn tiêu nhiều tiền sau những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Đó chưa kể là đến chuyện công việc của tuổi Mậu Ngọ trong tháng tư này khá bấp bênh, thu nhập cũng không được ổn định, cứ mãi bốc ngắn, cắn dài thì chắc chắn sẽ có lúc lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần, vay mượn khắp nơi. Bản mệnh cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Bản mệnh cũng cần phải nhìn xa, trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Để may mắn thành công, các gia chủ Mậu Ngọ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa một năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Theo tử vi 2021, tháng 4 âm lịch này, phương diện tình cảm của tuổi Mậu Ngọ có nhiều biến động. Với những người tuổi Mậu Ngọ đã có đôi, thì trong tháng, bản mệnh cần tránh thái độ ghen tuông quá mức, khiến đối phương thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Người tuổi Mậu Ngọ đã kết hôn có nhiều sự thay đổi, cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã. Đặc biệt là các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe, sẽ dẫn đến tình trạng đồng sàn, dị mộng. Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung và lắng nghe đối phương nhiều hơn, điều đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Hơn nữa, bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Dù có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất, tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Mậu Ngọ sẽ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Để tăng hòa hợp vợ chồng, gia chủ tuổi Mậu Ngọ nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận của phong thủy lục tài. Đây là vật phẩm phong thủy được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, trêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Nhìn chung, vận trình để may mắn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc. Bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Sần, Ngọ, Tuất. Vật phẩm là trang sức đeo tay giúp chiếu căn lành, chiếu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiếu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát, giúp tháng tư âm lịch của tuổi Mậu Ngọ khá tốt. Trong hung có cát, không cần lo âu, suy nghĩ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi cho rằng tháng tư âm lịch có thể một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Mậu Ngọ không cẩn thận. Đây là điểm báo tai nạn bất ngờ,
Khi làm việc, bản mệnh không được làm quá sức, nếu không sẽ khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lại. Ngoài ra, để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bản mệnh nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Bản mệnh cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Đặc biệt, tuổi Mậu Ngọ hãy sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại sức khỏe, may mắn, bình an cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 4 âm lịch để quý gia chủ tuổi Mậu Ngọ có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sử và dậu thành kim cục. Xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Tháng này bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 5 tháng 4, từ ngày 16 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, sắp tí. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 4, từ ngày 28 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, bính tí. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 4, từ ngày 9 tháng 6 dương lịch, nạp giáp, mậu tí. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm để có thể thực hiện công việc một cách tốt nhất. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 4, tức ngày 23 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, tân mùi, nạp âm, lộ bằng thổ. Thứ hai, ngày âm lịch 24 tháng 4, tức ngày 4 tháng 6 dương lịch, nạp giáp, quý mùi, nạp âm, dương liễu mộc. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 4 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kinh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.